vì một người đi mãi chắc không quay trở về. Một chuyện tình nay đành chia đôi, một người ôm dĩ vãng, người kia ở chung. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì mình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái cục đẩy hàng mới em nha, hàng chính hãng của Tân Cường Audio phân phối tại Việt Nam. Đây là thương hiệu AAP. AAP thì cái sản phẩm của nó rất là nhiều, đa dạng từ loa vang đẩy. Nhưng cái quan trọng là mình thấy và mình được trải nghiệm cái chất âm của cái dòng đẩy như là AAP này. Rất là hay. Mà mang đến muốn chia sẻ cho quý vị các bạn sử dụng ở trong gia đình với mình, nhất là những bộ dàn karaoke. Như anh em có thể sử dụng trong những bộ dàn đánh ngoài trời, như là mình cho thuê đám cưới hoặc là mình đánh ngoài trời và trong gia đình. Đấy. Nếu như anh em sử dụng nhiều loa mà căn bản là cái phòng rộng sử dụng nhiều loa và muốn sử dụng những cái kênh riêng để mình chơi những cái cặp loa nó có tính năng khác nhau, những cái đường ra khác nhau như là loa lời, loa center, loa sub, thì mình cần nhiều đường hơn là để hai kênh, thì mình đây là một trong những sản phẩm để đáp ứng lại nhu cầu đó của quý vị các bạn. Ví dụ anh em có thể đánh được một đôi bass 30, một đôi bass 25, một loa sub 30 hoặc 40, hoặc là anh có thể chập kênh để đánh sub 50, đầy đủ hết trên cái cục đẩy này. Đối với cục đẩy này thì nó sử dụng là bốn kênh độc lập riêng biệt. Đấy, bốn kênh độc lập riêng biệt anh em nha. Đây cho anh em xem kỹ một chút này. Về đây là hàng mới cho nên là nguyên thùng, nguyên hộp như này anh em nhé. Nguyên thùng, nguyên hộp này. AAP này, STD 1004 anh em nhé. 1004 này. Đấy, sản xuất tại China. Ghi made in China vào thùng luôn anh em nhé. Hàng thương hiệu của AAP, nhập khẩu với Tân Cường. Đây. Đấy, cho anh em xem kỹ hơn này. AAP Audio, nó sẽ có 4 kênh em nhé. Kênh 1 này, kênh 2, kênh 3 và kênh 4 này. Thì mỗi một kênh là độc lập, mỗi một kênh này là 1000W anh em nhé, ở chế độ 8 ohm mà rất là khỏe. Đây là một trong những cái mã mà khỏe nhất trong cái những cái mã của cục đẩy 4 kênh của AAP. Đối với cái mã cao nhất này thì những cái mã nhỏ hơn thì nó hơn tranh nhau không nhiều tiền anh em nhé. Chỉ 500 hoặc 1 triệu thôi. Nhưng mà cái công suất của nó mang lại là rất là tuyệt vời, cho nên là anh em nên đầu tư lên những cái mã hàng cao cấp như thế này, như STD 1004 nhé. Mặt trước thì thiết kế mặt rất là đẹp, mặt gương bóng em nhé, gương bóng rất là đẹp này, anh em mới nhìn thấy ông ngoài không đấy. Đèn led này hiển thị này, có 4 đèn hiển thị ở trên đây, thì đánh đèn báo nguồn này, đèn tín hiệu này, tín hiệu 1, tín hiệu 2, đèn clip, đèn project. Đấy, 4 kênh sẽ có 4 cột đèn, màn hình hiển thị LCD ở đây để báo cho anh em nhiệt độ và các chế độ đánh ở đây. Công tắc nguồn đặt ở chính giữa anh em nhé, công tắc nguồn đặt ở chính giữa này. AAP STD 1004 này. Đấy. Con đẩy này là đẩy dạng 2U thì nó sẽ có chiều bề dày là 8cm, kể cả đế nữa, đế cộng 2 phân nữa khoảng 10cm anh em nhé, dày 10cm này. Kích thước chiều sâu là 45cm anh em nhé. Mặt là 42, đấy, mặt chung rồi anh em nhé. Về hình thức mặt sau thì đây là cái lô hàng được sản xuất năm 2022, thì anh em nhìn cái tem nhà máy ở trên đây. Có một cái tem là 2022 anh em nhé. Đây. Tháng 6 năm 2022 là con này sản xuất anh em nhé. Đây có một cái tem chính hãng của Tân Cường được dán ở đây. Đấy, tem Tân Cường nhé, tem mẫu này là mẫu 2022. Đấy, tem đây. Đấy, tem vỡ được dán ở đây. Đấy, anh em nhìn kỹ nhá. Đấy, bên hông này. Còn đây là mặt sau của máy. Mặt sau của máy thì sẽ có 4 đường vào, 4 đường ra. Đấy, và thêm 4 đường lai là 8 đường em nhé. Và cái đường ra của nó thì sẽ có 4 dạng cái cổng jack Spectrum Neutrik anh em nhé. Và sẽ có 4 cổng dạng vặn xoáy đây, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 4 vặn xoáy. Tín hiệu vào có 1, 1, 2, 3, 4 này. Cổng lai có 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 4 cổng lai. Các chế độ đánh được tích hợp trên một cái sơ đồ ở đây, gồm có là Stereo này, Parallel này, Bright này. Đấy, các độ nhạy tín hiệu cũng có 0.7 này, 1.0 và 0.7 vôn đấy, để tùy cho anh em đánh nhá. Đấy, hàng công ty, đây tem nhà máy anh em nhá. Đấy, các cái jack Spectrum này, con này nó được bọc một cái lớp inox này anh em nhá, để tránh cho cháy xước, là khi anh em đánh sự kiện thì anh em hay là tháo ra tháo vào nhiều. Đấy, thì mình hay rút ra cái vào này, cái này nó đã bị toét anh em nhá, nó bị toét ra khi anh em rút ra rút vào nhiều lần. Đấy,
Còn nếu anh em sử dụng gia đình thì anh em nên đấu vào đây, đấu vào cọc này. Bản chất thì việc đấu vào cọc này hay là đấu vào rắc này thì đều là như nhau. Đấy, về bản chất của âm thanh. Đấy. Vít vào cọc này thì nó đảm bảo hơn, nếu anh em sử dụng gia đình mình không rút ra rút vào nhiều. Đấu ở chỗ này thì nó sẽ tiện lợi là thi tháo lắp thôi. Đấy, sử dụng, nhưng mà cái nhược điểm là rút ra rút vào nhiều thì sau này sẽ có cái độ dơ, cái độ mài mòn, cho nên là cái tiếp xúc nó không được tốt ban đầu anh em nhé, anh em lưu ý. Đấy. Rồi. Đây là phần ngoại thất anh em nhé, cho anh em xem phần nội thất ngay sau đây. Đấy. Hàng này hàng chính hãng năm 2022 do AAP phân phối anh em nhé, Tân Cường phân phối, thương hiệu AAP Audio. Ok, xin mời anh em cùng theo dõi nha. Ok, đây là bên trong nội thất của em đẩy AAP anh em nhé, STD đời 2022. Mời quý vị các bạn cùng xem. Đấy. Bên trong là một chiếc mồn xuyến rất là to. Đây, con này là được bọc dù rồi nha anh em nhé, bọc dù nhá. AAP. Đấy, bên bộ nguồn. Dây được bọc rất là tỉ mỉ nhá. Đây là phần tụ nguồn. Tụ nguồn thì sẽ có 16 con tụ, 2, 4, 6, 8, 10 thì 2, 4, 16. Và nó chạy dung lượng là 80V 1800 anh em nhá, 1800W AAP. Đây anh em nhá, tụ đều dập AAP hết anh em nhá. Hai thanh nhôm tản nhiệt hai bế đều có logo AAP và chữ ký anh em ạ. Đây chữ ký. Đây. Đây. Con này là chạy sò NZ anh em nhá. NZ. Chạy sò NZ này. Chở xịn anh em nhá. Chở xịn 5W. Đây. Mạch màu đen. Đấy, cảm biến các thứ trên này hết nhá. Đều được vít để ở trên này và có một tí miếng nhôm này, những đèn kích này, bù áp ở trên này hết nhá. Đấy. 2 4 6 8 là 32 sò một vế. Bên này 32 là 64 anh em nhá, 64 sò. Mỗi một sò à, mỗi một kênh như này, mỗi một kênh như này thì nó sẽ chạy một là một vế trên này nhá, vế trên vế dưới. Đấy. 16 sò. Một kênh. Đấy. Quá đẹp anh em nhá, quá chất luôn. Hàng hãng cho nên là anh em yên tâm về chất lượng. Cho mình tháo ở đây cho anh em xem, là những em nào muốn xem về nội thất thì mình tháo cho anh em xem thôi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test chất âm cho quý vị các bạn cùng nghe. Xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Ok, bây giờ sẽ thử cho quý vị các bạn nha. Chạy. Trên bàn anh
súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi anh trở về quê mất năm nào vui cùng ruộng nước cùng đàn trâu quý vị các bạn đã vừa nghe xong bên em test cái cục đẩy này, cục đẩy AAP hàng 4 kênh em nha, với công suất cao nhất của nó là 1000W một kênh, mã đời cao nhất STD 1004 anh em nha. Đối với cục đẩy này thì đang bán tại Nghĩa Đô với giá là 11.500.000 anh em nha, 11.500.000 một con. Đây, hàng bảo hành chính hãng 12 tháng của Tân Cường anh em nha. Ok, anh em nếu có yêu cầu thì hãy liên hệ đến Nghĩa Đô để đặt hàng những cái sản phẩm mà anh em thấy ưng ý nhất anh em nha. Đến đây thì Nghĩa Đô xin chào tạm biệt quý vị các bạn vào những video lần sau. Xin chào quý vị.